Hello, chào các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Về Hưu Canada. Các bạn ơi, bông bini của mình mấy bữa nay nó nở nhiều lắm rồi nè các bạn. Ở phía sau nó cũng nở rất là nhiều. Cái này là mình quay ở phía trước cho các bạn xem. Cái màu này nó cũng là màu hồng. Nhưng mà nó hồng hơi khác cái này một chút. Nó hai cái màu hồng các bạn nhìn thấy, vô trong video thì nhìn thấy nó không có khác lắm, nhưng mà ở ngoài nó rất là khác các bạn. Hai cái màu hồng nó rất là khác nhau. Cái bông này, cái cây này, nó cái thân của nó nhỏ thì nó sẽ ra cái bông nhỏ các bạn, còn cái cây này cái thân của nó to lắm, các bạn thấy nó ra cái bông rất là to. Một cái bông của nó nè các bạn, đó. Một cái bông của nó rất là to. Cái cây bông này thì hàng năm nó chỉ nở khoảng chừng 15 cái bông thôi các bạn. Nhưng mà bông của nó cái nào cái nấy rất là to các bạn. Còn cái cây này thì năm nay nó ra mấy nụ, nhưng mà nó nở chỉ có một cái thôi. Nó màu đỏ. Màu đỏ thì phía sau mình cũng có. Ở đây là sân vườn trước của mình đó. Hôm nay mình quay cho các bạn xem xong rồi. Mình cái này là cái cúc lá nhám đó các bạn, ở Việt Nam gọi là cúc lá nhám. Nó thì cái này là cái hạt giống của mình lấy từ ở Việt Nam sang. Nó thì bây giờ mấy bữa nay mình lựa cái cây nào mà nó lớn đó. Chẳng hạn như cái cây này nó lớn là các bạn, thì mình đã ngắt đọt mấy bữa nay rồi. Nó cái nào mà tại vì mình ngắt đọt cho nó thì nó mới ra được những cái chồi mới ở những cái nách lá. Mấy cái này thì mình đã ngắt đọt rồi các bạn. Cây này mình chưa ngắt đọt đó. Thì hôm nay là mình ngắt cái đọt mình bỏ. Cây này cũng vậy, mình ngắt cái đọt bỏ các bạn. Nó lên cao vậy là mình ngắt cái đọt mình bỏ các bạn. Còn những cái cây nào mà nó còn nhỏ đó, mình trồng xuống một lượt đó, nhưng mà mình không biết sao là có nhiều cây nó lên cao quá, còn nhiều cây nó lên chưa được cao mấy nữa, thì mình coi cái cây nào mà nó lên cao á thì mình ngắt cái đọt nó đi đó. Cái cây này là cover rau, mà năm nay cái cây này là cũng là bini các bạn, mà cái cây này mình mới trồng hồi năm rồi thôi, thì năm nay nó cho một cái bông mà nhỏ xíu thôi, thì cái thân nó cũng nhỏ đó. Còn lily thì nó chưa có ra bông, nó chỉ mới ra nụ thôi các bạn. Còn những cái chậu bông phía trước của mình, những cái bông này đó các bạn, thì mình sẽ lấy kéo mình cắt, mình bỏ, mình cắt sâu ở dưới cái thân luôn, mình bỏ thì nó sẽ ra nhiều cái những cái bông khác. Cái này mình chưa cắt. Còn cái này là bông vạn thọ đó các bạn, thì bông vạn thọ nó lên cao rồi, thì mình cũng đã bấm ngọn hết rồi các bạn. Đó. Mấy cái này mình bấm ngọn hết rồi. Ở đây mình cũng bấm ngọn hết luôn. Đó. Vạn thọ thì các bạn để cao như vậy nè, thì các bạn bấm ngọn rồi coi như là vài hôm nữa khi mình chờ cho nó cao xuống chút xíu thì những cái chồi ở dưới đây nè các bạn, thì mình sẽ cắt bỏ những cái chồi này đó. Những cái chồi này bây giờ mình làm thử một cây cho các bạn xem đó. Những cái chồi này thì mình cắt bỏ, đây mình cắt bỏ này. Mấy cái chồi này thì mình chờ cho nó cao chút xíu các bạn, thì những cái này nó sẽ ra mấy cái ở những cái nách lá này nè, nó ra những cái chồi mới rồi các bạn. Cái bông này to lắm. Thì ở phía trước sân của mình thì mình trồng rất là nhiều cái cúc lá nhám. Giống như cái cây này thì cây này thì mình ngắt cái đọt nó được rồi đó các bạn. Ngắt cái đọt nó đi. Cây này nữa. Và những cái cây nó nhỏ quá thì mình chưa có ngắt đọt được, mình chờ cho nó lớn chút xíu nữa. Cái này là cái bông này là phơi nhồi các bạn, mỗi năm nó mỗi mọc lại. Còn cái này là cô
cover rau của mình năm nay nó nở không có đều, nó nở có cái thì nở trước nó nở sau. Còn cái cây bông này thì hôm đó mình đi gia đình mình mua nè các bạn, bữa nay nó ra quá chừng nhiều cái chồi bông mới đó các bạn. Ở đây mình trồng rất là nhiều cái cúc lá nhám thì mình cũng ngắt đọt, như cây này ngắt đọt được rồi, cây này mình chưa ngắt. Mấy cái chậu của mình chưa có chậu, nó đã vàng rồi, còn có chậu thì bây giờ thì nó mới ra bông, như cái chậu này các bạn, bây giờ nó mới ra bông, các bạn thấy nó rất là đẹp không? Cây này mình chưa ngắt đọt nữa. Cây nào mình chưa ngắt đọt thì mình phải coi hết, mình ngắt đọt cho nó thì nó mới ra. Ở phía trước này mình cũng có trồng một cái bông hồng này. Cái loại bông hồng này đó các bạn, thì mỗi năm khi mà khoảng chừng tháng 11 thì mình lấy cái thùng trắng mình đậy nó lại. Thế thôi là nó chết, tại vì nó không phải là thuộc cái loại mà nó để là harder đó các bạn, nó không thuộc cái loại đó, thành ra mình phải đậy nó lại thôi là nó chết. Thì mình quay mình chia sẻ với các bạn xong á thì mình sẽ vô đất cho những cái cây, mình vô đất cho những cái cây cúc, tại vì cái chân của nó lên cao quá, mình sẽ vô đất. Cái này là đất của mình rồi các bạn, cái này là mình vô đất cho nó đất thường thôi, cho nó đủ đất thôi, tại vì bông này thì mình cũng không có cần phải xài cái loại mà compost mushroom các bạn. Đó thì mình, tại mình tưới nó cái loại phân micro đó các bạn, đó cho bông thôi. Nó thì sau khi view cho các bạn xem xong thì mình sẽ vô đất cho mỗi một cái cây cúc lá nhám, tại vì khi mà nó lên cao quá, cái chân nó lên cao, các bạn thấy nó giống như vậy nè, thì gió nó sẽ bị ngã đi. Nó các bạn, cái chân nó lên cao hết sức luôn nè. Đó. Khi mà nó lên cao á thì gió nó ngã đi, nó cái rễ nó không có bám dưới đất chắc các bạn, thì nó sẽ bị chết cái cây, hoặc là nó không có ra những cái bông mà mình mong đợi đó. Thành ra mình phải vô đất cho nó. Mình chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn với những video sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.